Đứng lại. Ngồi em nha. Alo, Tài ơi. Có một chiếc ẹt màu xanh. Chở gì á Tài? Bám theo. Bám theo Tài ơi. Nhanh, tăng tốc. Cứ từ từ thôi, đừng gấp, cứ từ từ. Đối tượng mang biển số 59Z15524 nha Tài, bám theo nha, chạy phía sau anh đi. Tăng tốc đừng để mất dấu, ra đường lớn nha. Phải. Bên phải nha Tài. Bên phải. Từ từ nha, hình như là mình bị phát hiện rồi nha Tài. Hình như là mình đã bị phát hiện rồi nha. Đứng lại. Đi đâu đây? Giao đồ gì? Đồ gì kệ người ta hỏi gì vậy? Giao đồ gì mà đi Accenter 2010 mà chở theo cái bao gì có tiếng con gì kêu vậy? Tiếng con gì? Ủa chứ đi giao đồ không được đi Accenter hả? Ở đâu mà đi ẹt rồi chở cái bao gì đây? Bây giờ kiểm tra cái bao coi được không? Nhân viên quá bao không người ta, còn người ta không kiểm tra sao không? Nói chung tôi là người đi đường thôi, nhưng mà tôi thấy chạy ẹt cầm cái bao gì mà có tiếng con gì kêu ét ở trong này nè. Làm gì có tiếng con gì kêu? Ông vô duyên quá, tự nhiên người ta đang đi vô hàng cái ông chặn lại, ông hỏi tùm lum với ông. Bây giờ vậy nè, bây giờ mở cái bao này ra tôi kiểm tra, nếu mà không có gì bình thường á thì đi tiếp, còn nếu mà có cái gì thì lên phường làm việc. Ủa có bao người ta tự mắc mớ kêu mở ra, vô duyên quá ông ơi. Chỗ tụi tôi còn đi giao đồ trễ giờ tụi tôi ông ơi. Không có đi được, dịnh lại Tài. Không có đi được đâu. Bây giờ đó là mình kiểm tra. Nếu mà không có gì hết đó thì đi. Còn không thì mình làm việc. Mắc cười quá tự nhiên. Chỗ tôi đi ông ơi. Alo ơi Tài. Rồi để em. Alo ơi. Xuống em. Alo. Có phải chú Ba Bánh hả? Không có đi đâu được hết á. Chú, ngồi xuống đi, em bây giờ em ngồi xuống đi. Cái bịch trắng nữa. Dạ. Rồi chú chạy tới liền hả? Ok chú ơi. Ừ, kêu ông ra lẹ đi, gửi định vị cho ông đi. Rồi. Rồi ok. Sao biết này mà, không sao. Cái bao gì đây? Bao gì kệ em hỏi chi. Bây giờ kiểm tra cái bao rồi hãy đi, còn không là không có được đi. Mà biết anh này à? Ai? Cho ông nhìn kỹ lại á, biết anh không? Nhận ra không? Không. Thằng này, anh Nhàn chứ ai? Nhàn nào? Ủa? Em nhận ra không? Không, em không nhận ra. Nhàn nào trời? Nhàn lựu đạn có biết không? Nhàn lựu đạn hả? Đúng rồi. Tào lao quá mày.
nhàn lụ đạn là người ta bảnh tỏn trên 1 dưới 10 đi winner độ. Còn cái này đi Accenter mà chở theo bao chó nữa mà nhàn nào. Đó, ba này không phải là bao chó, tao rất thích chó, tao không bắt chó. Chứ bao gì? Bao gì kệ tao, hỏi làm chi? Chứ tao ký đầu mày quá. Tao là nhàn lụ đạn đây này. Nhàn lụ đạn hả? Không tin. Không có phải. Mày quay camera kia đi, chờ tao 2 giây. Nhàn lụ đạn người ta trắng trẻo đẹp trai, còn cái này đen thùi lùi mà nhàn lụ đạn gì trời. Giờ quay camera bên kia đi, đợi tao 2 giây. Quay camera qua đây đợi 2 giây hả? Đúng rồi. Ok luôn, 2 giây đúng không? 2 giây. Thử quay qua. Rồi. Xong chưa? Gần xong rồi. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi, qua đây mày. Trời đất cơ, đúng anh Nhàn ơi. Trời đất cơ. Anh đi đâu mà lâu lắm mà không có gặp anh. Em không có nhận ra. Anh Nhàn đó. Anh Nhàn lụ đạn, đúng anh Nhàn lụ đạn ơi. Trời đất ơi. Ủa? Dường như là 9 tháng trời anh em không có gặp nhau, lúc này anh ở đâu vậy? Về quê anh nuôi mấy con vịt với trồng rau. Về quê chăn vịt rồi hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, đâu mà khổ dữ vậy. Em đâu có ngờ là anh có ngày hôm nay đâu. Cái ngày mà anh tàn phế luôn á. Anh lên Sài Gòn hồi nào? Lên mấy tháng ngày rồi em. Anh lên mấy tháng trời mà sao anh không cho em Út nó biết, nó ra nó đón anh đàng hoàng. Trời đất ơi. Lên làm ăn mà đâu có thông báo dài đâu. Trời đất ơi. Sao mà tàn tạ dữ vậy? Điện thoại hồi xưa là xài iPhone, còn bây giờ là xài cục gạch. Alo. Sao mà tàn phế dữ vậy anh Nhàn? Anh gần tới, gần tới nha. Chỗ đó có người không vậy? Đường nhanh 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 xíu nha. Trời đất ơi. Anh gần giao tới rồi, đợi xíu nha. Kiểm tra cái bao cổng coi. Giữ, giữ con cu này lại. Giữ con cu này lại. Giữ con cu này lại. Cái bao gì vậy trời? Không phải cờ hó. Được rồi. Oh no. Ngồi im nha, ngồi im nha. Ngồi im nha. Ngồi im. Bây giờ em giữ cu này ngồi im đi. Anh là nói chuyện với anh Nhàn coi sao. Sao kỳ vậy? Anh Nhàn, tại sao bây giờ anh buôn bán cái này? Trời, xong giờ buôn bán cái này chứ buôn bán cái gì? Trời đất cơ, thiếu gì công việc lương thiện anh làm. Chạy xe ôm, bán hàng, bán quán ăn. Mà bây giờ anh đi bán cái này. Anh bán hàng hả anh Nhàn? Thì đúng rồi, đây là hàng mà. Gọi điện. Alo. Gọi điện ai vậy? Công an. Chú ba bánh hả? Thiếu gì công việc anh không làm mà tại sao anh bán hàng? Trả lời em đi anh Nhàn. Mày điên quá, cúp máy đi. Cúp máy. Để nghe anh trả lời cái đã. Dạ, cúp rồi. Hả? Tại sao? Thì tôi bán hàng bình thường mà. Làm sao mà bình thường được? Cái này á, khi mà anh buông chút xíu vậy nè là anh đi 3-4 năm 5-6 năm. Còn cái này anh buông hàng mà anh buông một bỉ vậy nè, cái này là anh đi xa luôn á. Đâu, bây giờ phải giao hàng chứ, hàng hết hàng rồi, phải giao cho anh thủ để người ta có, người ta dùng nữa. Không có được. Một ba mới đủ được. Anh buông bán cái này lâu chưa? Xong dịch tới giờ. Trong dịch tới giờ luôn. Ừ. Mà cái hàng này tên của nó là gì? Thì hàng này hàng trắng. Hàng trắng hả? Ừ. À, nãy giờ mày tưởng cái hàng kia hả? Dạ đúng rồi. Điên quá, đây là bột mì tao giao mà tao bán thịt gà mà. Gà chiên mà. Ủa? Bột mì hả? Ờ, mì để chiên gà. Bột mì. Đúng rồi nè. Trời đất cơ, ổng bán bột mì không ơi? Mì tao giao để người ta chiên gà nè. Trời đất cơ, bột mì. Hồi nãy giờ tôi tưởng cái kia. Mì ngon quá trời ngon. Kiểm tra coi em. Mì. Điểm hết rồi. Ừ. Bột mì hả? Bột mì.
Trời đất cơ, bột mì mà ông không nói sớm, ông nói hàng trắng. Hàng trắng. Màu trắng. Đi giao hàng thì hàng trắng chứ nói sao giờ. Trời đất cơ, nãy giờ em tưởng cái vụ kia. Mệt ông quá, ông nói rõ ban đầu là bột mì đi. Ông cứ ấp a ấp úng, ông nói hàng này hàng nọ. Đâu có biết đâu. Rồi, bây giờ đi lên phường. Phường gì? Ý lộn, bây giờ anh em mình kiếm chỗ nào mát mát ngồi nói chuyện, lâu ngày gặp lại nè. Được không? Được. Rồi, đi. Trời đất cơ, hết hồn hết vía. Thiên phụ Ok, thì hôm nay mình gặp lại anh Nhàn Lựu Đạn. Thì chắc là anh em quen thuộc rồi ha. Anh em nào cũng biết tới anh Nhàn Lựu Đạn. Một nhân vật xuất hiện trong kênh của mình rất là nhiều. Và rất là nhiều cái video triệu view. Hôm nay mình giao lưu với anh Nhàn chút xíu đi. Thì hello anh Nhàn. Hello anh em. Chào anh Nhàn. Thì chiếc winner của anh đâu rồi? Bán rồi. Bán rồi? Ủa sao ổn vậy? Chống chọi mùa dịch. Là cái mùa dịch này anh về quê làm gì nói thiệt coi. À, về đi phụ hồ. Rồi làm gì nữa? Nuôi dịch. Phụ hồ, nuôi dịch rồi làm gì nữa? Trồng rau với làm lúa nữa. Theo em biết hồi trước á, là anh làm đầu bếp. Đúng rồi, cái mùa dịch này á, mà mấy người làm nhà hàng này kia á, là thất nghiệp luôn. Thất nghiệp đó. Thì anh cũng nằm trong số đó. Đúng rồi. Và về quê chăn dịch, trồng rau, phụ hồ, thiệt luôn á ha. Thiệt mà. Thiệt luôn. Thiệt luôn. Rồi xe bán luôn. Bán xe luôn. Ổn ghê, cái chiếc winner của anh Nhàn là dọn rất là nhiều đồ chơi và rất là tâm đắc. Hồi xưa ảnh có nói một câu mình nhớ hoài luôn, là cái xe này tao không bao giờ bán, tao để dành mai mốt tao có tiền, tao trưng ở trong tiệm của tao. Mà bây giờ bán. Không có tiền thì phải bán thôi. Rồi bây giờ chuyển qua chơi xe này cũng ngon rồi. Bán hết dịch á. Bán hết bài dịch luôn. Bán hết bài dịch mua được xe này á. Rồi chuyển qua chơi chiếc ẹt này, chiếc ẹt này em thấy đồ chơi là hơn cái chiếc kỳ rồi nữa. Đâu có xương, cái chiếc ẹt này dữ á. Cái xe này là đúng ẹt 2010 luôn hả? Đúng rồi. 2010. Làm sao mình phân biệt được cái ẹt 2010 và cái ẹt 135 úp áo ta? Máy nè, nhìn máy biết liền à. À, nhìn cục máy là biết liền hả? Xe này xe zin hay là đổ gì không? Xe này full 62. Wow, chiếc này là làm nhẹ nhàng full 62 bài hình sự hả gì? Ừ, đúng rồi đó. Bài hình bô im. Ừ. Ai hờ hồi nãy chạy nghe cái bô im ru à. Thì cái cơ duyên nào mà nó dẫn anh tới con đường là chơi xe này mà không phải là những dòng xe khác như là phân khối lớn đi, đúng không? Tại vì cái tiền mình dọn xe này cũng hơi bị nhiều luôn á. Nói chung là nó nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do nhỏ con, anh ốm. Ừ. Đi xích cái nhỏ gọn. Thứ hai là muốn quay lại cái thời coi như là hồi xưa, lúc mới ra. Đúng rồi. Giống đây cũng như là quay rim thôi, huyền thoại mà. Đúng rồi. Quay lại, hồi sinh lại. Ừ. Mà sao mình nuôi dịch mà mình dọn chiếc xe dữ dằn hả ta? Bán dịch. Bán hết bầy dịch luôn. Bán rau rồi bán lúa luôn. Trời đất cơ, giống như kiểu là có bao nhiêu tiền mình đắp vô cái xe hết luôn á. Đúng rồi. Rồi, để bây giờ coi cái xe anh Nhàn có cái gì ha. Thì mình nhìn vô cái dàn đĩa trước của xe này nó rất là đẹp luôn. Phải nói một câu là nó rất là đẹp luôn. Cái đĩa là anh đi một cái đĩa TBT. Cái đĩa này theo em biết là rất là nhiều anh em thích nè. Đĩa này là của TBT làm luôn. Thì cái đĩa này á, là cái đĩa 220. Mình đi cho cái ẹt nhỏ, mình đi cái đĩa nhỏ thì nhìn nó đẹp hơn. Mình mà đi cái đĩa bự á, thì mình nhìn cái xe nó hơi hầm hố quá. Kèm theo đó là anh Nhàn anh đi một con heo dầu heo. Cái con heo dầu heo này á, rất là ít anh em chơi. Giá của nó thì cũng không có rẻ. Cái này giống như kiểu là billet luôn á. Heo dầu 2 bit. Thì heo dầu tên là heo. Rất là ít anh em chơi. Bình thường anh em chơi là Rambo nè, Adeline nè,
hay là mấy con heo Fando nè. Còn mình chơi con heo này thì ít có đụng hàng. Nhìn nó ok anh em. Con heo màu đen nhám, cái logo heo màu đỏ. Mà em để ý nha, mấy con ốc của anh nè, nó không có bị chày. Bình thường nếu mà mình gắn một con ốc Salaya lên xe á, khi mình dặn á, nó sẽ bị chày. Làm cách nào anh gắn con ốc mà nó không có bị chày hay vậy? Quấn bao nhiêu lông. À, là mình quấn bao nhiêu lông vô cái chìa khóa xe. Đúng rồi. Rồi bắt đầu mình dặn. Đó, nói chung là mình kỹ chút xíu thì con ốc mình nó sẽ không có bị chày. Cái vàng ốc Salaya của anh Nhàn đẹp quá à. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái vàng câm đùm niền đi. Còn cái vàng đẻ là ok nè, nhìn nó rất là hợp xe luôn. Đúng không? Nhỏ gọn. Nó nhỏ gọn, đúng rồi. Câm này là anh đi câm Nova nè. Câm Nova niền Excel. Câm Nova niền Excel, nhìn vô là biết liền luôn. Thì bây giờ anh em nào mà đi niền nhôm á thì mình chọn cái niền Excel là nó ok nhất, nó đẹp và nó cứng, nó bền. Cái lớp xe này nhìn nó rất là đặc biệt luôn. Ở chỗ cái gai nè, thấy không? Gai lồng sụn mà. Đúng rồi, lớp này giống như kiểu lớp Thái phải không? Ừ. Mà cái hiệu gì vậy? Hiệu đây anh có ông rành á, bữa thấy trong tiệm nó mới ra, thấy cũng đẹp, gắn thôi. Mắc không? Cũng chát á. Cũng chát đúng không? Thì cái lớp này giống như kiểu là lớp Thái Lan á anh em. Nhìn nó rất là lạ luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái lớp này luôn á. À, ở đây nó có một cái chữ Made in Indonesia. Thì cái lớp này chắc là lớp Indo. Nè, nó có chữ nè. Thì cái hiệu của nó nè anh em. Cái hiệu của nó nè. Đây là cái hiệu của nó ha. Cái hiệu nó là RRIMAT. RRIMAT. Cái chữ nó giống như kiểu là Maxxis vậy á, nhưng mà không phải. Mình nhìn sơ qua thì mình cứ tưởng là lớp Maxxis không à. Thì cái lớp này giá trị nó bao nhiêu thì anh Nhàn cũng không biết luôn. Chủ xe mà cái gì cũng không biết hết á. Làm nhiều quá đâu có nhớ nổi đâu. Đúng rồi. À, chiếc này mình chạy mát biết là bao nhiêu? Chưa chạy. Chưa chạy luôn. Tại vì không dám chạy nhanh. Ừ, sợ mòn cái lớp hàng sau. Không phải, sợ đá nó văng xước xe. À, là mình kỹ xe, kỹ mình xe. Độ xe lên mình chưng, mình không có chạy, mình ít chạy lắm. Mình để mình đi giao hàng à hả? Chở bột mì không mà. Rồi, cái tay côn là mình đi tay côn gì anh Nhàn? W. T gì à? TW. Tay côn là đi cái tay côn TWM nhưng mà tay cục. Tay dài là nó tới đây luôn nè. Đúng rồi, đây nhưng ngang. Mà mình đi tay cục cho gọn xe. Thì cái ức máy, cái lòng máy, cái đầu máy nó mới cáo ông nội ơi. Ốc là full Salaya, không có một chi tiết nào mà cũ luôn. Ok, cái bô chắc chắn là mình phải làm lại. Bô thì của 32 Titan móc lại lại chứ. Ừ. 62 mà. Làm theo bài 62 ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái bô mình á là mình móc êm đúng không? Đúng rồi, móc êm. Bài hình mà là móc êm. Để chút xíu nữa mình nổ máy cho anh em nghe thử. Cái cục này là cục mô bên sườn MSD. Thì theo em thấy là rất là nhiều anh em hay thích gắn cái cục này. Ví dụ như là mấy chiếc như là phu chợ nè, quay rim nè, mấy chiếc Accenter mà mấy chiếc dọn kiển á nha, là hay gắn cái cục MSD. Mình gắn cái cục MSD lên xe này, cái tác dụng nó làm gì ta? Trong gắn vô để nó tròn trịa với lại phô ra ngoài cho nó mạnh mẽ, nó đẹp lên nữa. Mình gắn cái cục này vô cho nó đẹp là chính nè. Và cái độ ngon á thì mình có cảm nhận được không? Nói chung là cũng mới gắn à. Mới gắn mới chạy vài vòng chưa cảm nhận được hết rồi. Mới gắn à? Mới có dao bột mì được mấy ngày à. Chưa cảm nhận được hết. Xe này đẹp quá mà sao đi cây trợ lực ISS ta. Cái này có tiền mình lên luôn Olin cho đẹp. Nói chung là đi thấy ok đi à. Chứ không phải nhất thiết phải Olin. Đúng rồi. Ok là đi thôi. Ừ. Nói chung là cái cây trợ lực ISS này á, cái hiệu năng nó rất là ok anh em. Mình đã từng test cái cây trợ lực này cũng 1 năm rồi. Mình đã đi cái trợ lực này trên xe mình 1 năm rồi. Và mình thấy nó rất là ổn định, nó không có bị lỗi hay là trục trặc gì nữa. Mà nhìn nó cũng đẹp không kém gì cây trợ lực Olin luôn. Nhìn nó cũng đẹp không kém luôn ha. Mà giá nó lại rẻ hơn rất là nhiều. Cái cây trợ lực này giá nó chỉ có 2 triệu mấy thôi. Đúng rồi, 2 triệu mấy thôi. 2 triệu mấy thôi, 2 triệu mấy, 3 triệu thôi. 2 triệu mấy hay là 3 triệu mấy mình không có biết. Nói chung là tùy cây, có cây cục, cây dài anh em. Theo em thấy nha, rất là nhiều anh em đi cái phục Olin. Nó có gì đặc biệt? Nói chung là nhúng nó êm ái hơn. Với lại cho nó sang chảnh cái xe lên xíu. Theo cá nhân em thấy nha, thì nhúng nó êm ái thì nó cũng nhiều loại phục để êm lắm.
mình đi Olin chủ yếu là nhìn nó xịn nè, với cái hãng Olin á nó có thương hiệu, mình gắn vô cái xe nhìn cái xe mình nó đẹp trai, nhìn nó sang trọng lên, nhìn nó có giá trị cái xe. Còn về cái độ êm á thì theo em thấy rất là nhiều cây phượng nó êm, chứ không riêng gì Olin nha, nhiều cây nó rẻ hơn nhưng mình đi nó vẫn êm. Nhưng mà anh em cứ chọn Olin cho chắc cú, nó có thương hiệu nè, nó bền nè, nó đẹp nè, nhìn nó đẹp trai nè, đúng không? Đặc biệt ở chỗ mấy cái dòng ạc 2010 mà zin á là nó thắng đùm, cho nên là anh em để thắng đùm luôn, anh em không có lên đĩa sau. Lên đĩa sau nhìn nó không đẹp nha, nhìn cái xe nó hơi nặng xíu. Đúng rồi, nếu mà đúng cái dòng ạc 2010 á mà cái đời này nè thì mình để thắng đùm luôn nhìn nó đẹp. Khi mà đậu xe tại chỗ á, mình nghe cái bô nó phình phình nha, nó không có nhỏ nha. Nhưng mà khi mình lên ga mình chạy ngoài đường á, thì mình nghe cái xe này rất là êm. Nhại quá ta. Mạnh á. Xe lại cho nó ngã xe. Ghê vậy? Mạnh á. Không? Kêu bô hay. Đúng rồi. Kêu bô rất là hay luôn. Mà có điều cái kiến nè, khi mình chạy á nó cứ dướng dướng cái tay mình vậy nè. Cái kiến này bây giờ em chỉ anh nè, anh gỡ ra, anh lấy chìa khóa, anh gỡ cái kiến ra xong anh cho em. Khôn vậy? 50. Nhiêu? 50. 50 hả? Ừ. Có chìa khóa không? Không. Tháo liền đi. Mai về gửi cho, điện qua đấy. Cái kiến này nói chung mình fit được, mình gắn cái chân cho nó cao cao lên, mình đẩy cho nó ra xa xa ngoài đây nè, nó không còn bị cấn nữa là ok. Mai tao bán mày luôn á. 50.000 luôn hả? Ok. Rồi lụm, móc quéo. Rồi ok. Ok, nói chung là xe cái cục máy là nó, theo em chạy thử thì chưa chạy nhiều, cảm nhận là nó ok thôi, chứ chưa có biết là gia tốc hậu đồ như thế nào, tại đâu dám chạy thử đâu. Đường đây cong vòng đâu dám chạy thử đâu. Rồi, hợp lý luôn. Nói chung lâu ngày gặp lại mà thấy anh khá giả thì em cũng mừng. Đúng rồi. Ừ. Ủa, xe quay xong chưa? Em lấy em đi về. À, về đi em. Ủa, về gì? Ủa, xe của anh mà sao để nó lấy đi? Là sao? Đi ké, sớm đi ké nó. Ngã chỗ nào đứng chỗ đó. Ừ. Rồi, bây giờ là đi bán bột mì hả? Giao cho người ta. Bây giờ em lấy xe em chở anh đi được không? Thôi được rồi, thôi anh đi rồi, quen. Rồi, thôi đi đi.